Xin chào quý khách, hôm nay nông sản Dũng Hà xin giới thiệu cho các bạn về chè vàng khô. Chè vàng là loại thảo dược thiên nhiên, mọc hoang dại nơi đồi núi, mọc nhiều ở miền Trung đặc biệt là Quảng Trị. Chè vàng có tên khoa học là Jasminum subchiplinus, là loài thực vật thuộc họ Liu. Chè vàng còn được dân gian ta gọi dưới nhiều tên khác như cước man, dây vàng. Chè vàng núi không được sử dụng để làm thuốc. Chè vàng và lá ngón có nhiều đặc điểm khá là giống nhau, vì vậy mọi người cần hiểu rõ được đặc điểm của cây chè vàng để tránh nhận nhầm với cây lá ngón. Chè vàng là dược liệu còn lá ngón, là loại lá khi ăn vào có thể dẫn đến tử vong. Nhận biết chè vàng để phân biệt lá chè vàng với lá ngón. Lá chè vàng có 3 gân rõ rệt, hoa chè vàng màu trắng có các cánh bằng nhau, từ 5 đến 10 cánh. Quả chè vàng khi chín sẽ mọng nước và có hạt cứng bên trong. Khi phơi khô lên, chè vàng vẫn giữ được màu xanh nhạt, hòa nước uống nước chè vàng sẽ trong, không có vẩn. Nước vàng nhạt nhìn rất đẹp mắt. Uống chè vàng sẽ có vị đắng thanh, ngọt dần về sau và không khó uống cũng như không quá đắng. Về công dụng thì chè vàng khô hay cao chè vàng đều có tác dụng như nhau. Chè vàng khô và cao chè vàng chỉ khác nhau về cách sử dụng. Chè vàng khô thì thơm hơn. Theo đông y, chè vàng có tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan và đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh. Theo khoa học, trong chè vàng có chứa các hợp chất chính như flavonoid, glucosid đắng và alkaloid, đem lại rất nhiều công dụng chữa bệnh cho con người. Cách thức sử dụng chè vàng chủ yếu: phơi, xào khô lá, thân dùng làm trà vàng hoặc nước uống. Lá chè vàng tươi được cô đặc làm thành cao còn được gọi là cao chè vàng. Chiết xuất, tinh chế thành dạng viên nén với công nghệ hiện đại. Như vậy tổng kết lại, chè vàng có các tác dụng như làm lợi sữa, mát sữa, kháng viêm, giúp ăn ngon, chữa mất ngủ, tác dụng giảm cân sau sinh, chữa kinh nguyệt không đều, ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, chữa bệnh răng miệng. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên sử dụng. Người huyết áp thấp khi dùng chè vàng có thể xảy ra trường hợp chóng mặt, nhức đầu, những trường hợp này nên ngưng sử dụng. Phụ nữ mang thai không uống chè vàng vì có nguy cơ gây co thắt tử cung. Đến với hệ thống nông sản Dũng Hà, bạn sẽ được mua chè vàng khô với chất lượng và giá cả phải chăng nhất trên thị trường, nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn và cả gia đình. Cảm ơn quý khách đã đón xem, hãy like và đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm khác.